Nếu bạn nào đang mở hàng bún phở và đặc biệt là ở khu vực phố cổ mà nhìn thấy chiếc quầy này chắc có lẽ sẽ nhận ra ngay mà không cần phải giới thiệu. Nhưng đối với những ai chưa biết thì song song với những điệu quầy Vinahouse hay là quầy Lên thì ngay tại một cơ sở sản xuất trên Mã Mây cũng cung cấp quầy theo đúng nghĩa đen và đó là quầy trụ. Đây là một thương hiệu đã có tuổi đời trên 30 năm, đóng góp một phần không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu về quầy cho thị trường Hà Nội. Nói thật với các bạn thì là tôi ăn quầy ở đây đã lâu lắm rồi nhưng mà nay nhá mới thấy họ có đóng túi quầy nguội, chắc chắn là sẽ phù hợp với các bạn ở xa mà muốn trải nghiệm hoặc kinh doanh. Quầy túi ở đây thì được đóng gói sạch sẽ và cẩn thận, đã công bố chất lượng sản phẩm nên về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm thì hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng. Nếu đến đây mà chỉ ăn quầy nóng thì chẳng có gì để bàn vì nó siêu ổn. Nhưng mà cái hay ho, đáng nói là quầy túi có khả năng phục hồi cực kỳ tốt. Mua về có thể cho vào tủ mát hoặc đông cất trữ theo hạn sử dụng. Khi lấy ra ăn chỉ cần chiên hoặc sử dụng nồi chiên không dầu để làm nóng giòn lại là quẩy lại như mới. Bạn nào sợ dầu mỡ béo thì tôi khuyên thật là nên dùng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng để làm nóng lại. Vừa ép được dầu mỡ ra bớt, vừa tạo được độ giòn theo ý muốn mà không sợ bị cháy. Quẩy mà tôi đang sử dụng để quay là cũng nằm trong tủ mát đến 4 ngày rồi đấy. Một chiếc quẩy ngon sẽ cần một vài yếu tố như thơm, vàng đều, khi ăn giòn xốp bên ngoài nhưng mềm mại bên trong, chiếc quẩy béo mập, nở đều. Để làm được điều này thì quẩy sẽ cần được tạo nên từ những loại bột mì và dầu cao cấp. Bạn nào mà tinh ý cái là nhìn cảm quan màu sắc và mùi thơm là hoàn toàn có thể nhận thấy được. Quẩy này ăn với mắm cũng đã rất ngon rồi. Các bạn cứ nghe âm thanh được phát ra từ khoang miệng tôi là sẽ hiểu những gì tôi nói. Có lẽ là sẽ cần thêm một bát phở để bài review được sinh động và đầy đủ hơn phải không các bạn? Chiếc quẩy ngâm trong nước nóng cũng vẫn giữ được độ giòn xốp nhất định. Mùi thơm của quẩy béo ú nu, vị đậm đà của nước phở hòa quyện cùng với nhau thực sự rất là ngon miệng. Đúng là quẩy ngon thì ăn kiểu gì cũng vẫn ngon. Ăn mắm, ăn phở hoặc ăn cháo đều sẽ hoàn hảo. Mà giá thì là 30.000 cho 10 chiếc quẩy này nhá.